Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đã là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Và hôm nay đó là một ngày mà thị trường rất là xanh các bạn. Chúng ta tiếp tục có, có sự tăng trưởng cho rất nhiều thị trường từ hôm qua tới bây giờ và chúng ta cũng có nhiều thông tin ngày hôm nay đã không nhiều bằng ngày hôm qua các bạn hôm qua cái video rất là dài hôm nay đây chúng ta cũng có nhiều thông tin nhưng mà là sẽ ít hơn ngày hôm qua thùng sẽ cố gắng chia sẻ một cách nó lo nhất có thể nhưng mà trước hết thì chúng ta hãy nhìn vào tình hình chung của thị trường như thế nào các bạn chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán hoa kỳ đi các bạn nhận thấy được là cả ba chỉ số đó rất là tốt ngày hôm nay chúng ta có chỉ số nasdaq tăng 0.2% chúng ta có chỉ số s&p 500 tăng 0.64% và chỉ số S&P 500 ngày hôm nay đã đạt đỉnh mới rồi các bạn. Chúng ta có chỉ số Dow Jones tăng 1.85% các bạn. Chúng ta đang ở mức là gần 41.000 điểm cho chỉ số Dow Jones. Có thể nói là chỉ số Dow Jones gần đây tăng trưởng rất là lẹ các bạn và chúng ta cũng đã đạt đỉnh mới trong ngày hôm nay và hiện bây giờ đó market thì đang nguội lên một chút. Chúng ta có chỉ số Nasdaq đó thì xuống 0.14%. Đây là thị trường hợp đồng tương lai đó các bạn. nhìn vào chỉ số S&P Futures đó thì các bạn thấy được là sau khi mà đạt cây đỉnh mới hôm nay đó thì chỉ ngủ lại có 0.08% mà thôi. Và đảo Futures sau khi mà đạt đỉnh mới đó thì không thay đổi nhiều chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì đã nguội lại rồi các bạn chúng ta một lần nữa đã chứng kiến hợp đồng dầu trở về cái mức là 80 đô hiện bây giờ là 80 đô 67 cent chúng ta nhìn vào hợp đồng của vàng đó thì hôm nay vàng cũng đạt đỉnh mới các bạn hiện bây giờ ở mức là 2 mươi lăm đô cho một ounce vàng Vậy thì để chứng khoán Hoa Kỳ rất là tốt Chúng ta nhìn vào giá vàng cũng đạt đỉnh mới rất là tốt Crypto thì sao các bạn Chúng ta hãy nhìn vào giá của Bitcoin ngày hôm nay đó, Thì chúng ta nhìn thấy được là chúng ta nè có mức là 65.500 đô Chúng ta đã qua khỏi cái mức 65.000 rồi các bạn Và chúng ta có thể nhìn thấy được là hồi sáng này đó Đã có một cái đợt điều chỉnh xuống Từ cái mức khoảng chừng là 65.000 Xuống tới cái mức là 62.377 đô Tại vì sao lại có cái đợt điều chỉnh này Thì chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn một lát nữa Nhưng mà sau đó thì giá lại tiếp tục tăng nói là bây giờ đó chúng ta có tin tức xấu thì giá cũng không có phản ứng mạnh các bạn sau khi mà giảm rồi lại tiếp tục tăng ngược trở lên và chúng ta có thể nhìn thấy được là giá Bitcoin đã tăng rất là nhiều rồi chúng ta có thể nhìn thấy được là so với lại cái lúc mà giá bắt đầu có cái đợt giảm mạnh khi mà chúng ta nghe những thông tin liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ họ di chuyển một số lượng BTC rồi chúng ta thì được là thông tin liên quan tới chính phủ Đức đó, họ bán Bitcoin rồi chúng ta cũng nghe thông tin liên quan tới Malgox thì các bạn thấy được là sau đó đã có rất là nhiều những cái lệnh đòn bẩy bị thanh lý sau khi mà giá xuống đó chính là cách đây khoảng 2 tuần các bạn Các bạn đã nhớ lúc đó nó giá từ 63.000 đô xuống tới mức là 53.000 đô Nghe như rất lâu rồi nhưng mà thật ra nó chỉ cách đây có vài ngày thôi các bạn Lúc mà cây cái... Giá bắt đầu giảm đó khi mà có những thông tin đó Các bạn thấy được là 63.800 đô là vào đầu tháng này các bạn ngày 1 tháng 7 Rồi chúng ta nhìn thấy được là tới cái ngày 5 tháng 7 đó trong vòng 4 ngày Đã từ 63.000 xuống tới mức chỉ còn có 53.507 đô mà thôi Lúc này đó thì rất là nhiều người lo lắng các bạn Trên thị trường đó chúng ta nhìn thấy được là rất nhiều cái comment rất là bi quan Và nhiều người kêu gọi là giá Bitcoin sẽ xuống dưới 50.000 đô, xuống dưới 40.000 đô Và thậm chí có một số người nói là sẽ xuống dưới 40.000 đô luôn các bạn nhưng mà các bạn thấy được là chỉ trong vòng vài ngày thôi Từ ngày 5 tháng 7 cho đến ngày hôm nay đó Chúng ta đã nhìn thấy được là hôm nay là ngày 17 tháng 7 Trong vòng không tới 2 tuần Thì giá đó không những đã trở về cái mức 63.000 đô Mà còn vượt qua cái mức đó luôn các bạn Cái mức bây giờ còn cao hơn cái mức mà trước khi chúng ta có những cái thông tin xấu đó nữa cho thể nói là hồi phục rất là lẹ Và chúng ta cũng thấy được là tâm lý đó thay đổi rất là nhanh Và các bạn thấy được là cái tâm lý đó thay đổi rất là lẹ Nhưng mà nào mà mới đến thị trường này đó, Hy vọng các bạn đã nhận ra điều đó chỉ trong vòng một tuần thôi là tâm lý có thể thay đổi một tuần trước thì có rất nhiều người kêu gọi mức giá thấp hơn các bạn mức giá là 40.000 đô một tuần sau đó ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy được là lại có nhiều người kêu gọi mức giá là 80.000 90.000 100.000 và lý do tại sao mà tâm lý thay đổi lẹ đó là tại vì chúng ta thấy được là giá của Bitcoin rất là khó đón và đi rất là nhanh các bạn có thể nhìn thấy được là mọi thứ có thể thay đổi đó chỉ trong vòng một tuần mà thôi và ngay bây giờ đây chúng ta nhìn thấy được là mức giá 65.600 đô thì các bạn đã nhớ là cái đỉnh á, chúng ta đã có vào tháng 3 lúc đó là 73.800 đô đi thì từ đây đến đó đó chúng ta cần phải tăng bao nhiêu nữa các bạn nhìn thấy được là không có nhiều đâu các bạn chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin chỉ cần tăng à, khoảng chừng là 12% nữa thôi. 12% nữa chúng ta sẽ có cái đỉnh mới cho BTC các bạn Và các bạn có biết là 12% đó chính là cái phần trăm mà chúng ta đã thấy tăng trưởng trong vòng 7 ngày qua các bạn Trong vòng 7 ngày qua đó giá Bitcoin đã tăng 12.6% rồi Có nghĩa là nếu như mà chúng ta tiếp tục theo một tuần như vậy nữa đó, thì qua tuần sau chúng ta sẽ có một đỉnh mới Mọi thứ thay đổi rất là nhanh khiến cho tâm lý thị trường này đã thay đổi rất là lẹ luôn Điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là lúc nào cũng sẽ có những tin tức khiến cho các bạn lo lắng Lúc nào cũng sẽ có những tin tức khiến cho các bạn FOMO hết các bạn Nếu như các bạn muốn tìm lý do để mua đó thì các bạn sẽ tìm thấy lý do để mua Nếu như các bạn muốn tìm thấy lý do để bán đó, Thì ngay bây giờ các bạn cũng có thể tìm thấy lý do để bán Điều quan trọng hơn đó là chiến lược đầu tư các bạn là gì Các bạn lập luận đầu tư các bạn là gì Cái ngày đầu tiên các bạn bước vào thị trường này đó Giả sử như các bạn đầu tư vào Bitcoin đi Thì lý do tại sao các bạn đầu tư vào Bitcoin Và khi mà chúng ta ở trong những cái thời điểm mà nhiều bạn lo lắng đó Chúng ta chỉ mới trải qua có một lần Gọi là xuống sâu năm nào mà thôi các bạn Chứ còn trong lịch sử Bitcoin đó những mới nào mà theo dõi kênh 7 năm qua Chúng ta đã trải qua vô số những cái sự kiện như vậy rồi thậm chí là những lúc nó còn lo lắng hơn rất là nhiều các bạn, khiến cho mọi người cực kỳ sợ hãi giống như chúng ta nói tới là cái thời điểm dịch bệnh của năm à, 2020 các bạn, lúc mà giá Bitcoin đã từ 10.000 giảm xuống chỉ còn có 5.000 đô trong thời gian chỉ có vài tuần mà thôi. Hay là chúng ta đã chứng kiến vào cuối năm 2022 khi mà giá từ 69.000 đô giảm xuống chỉ còn có 15.000 đô, hay là chúng ta chứng kiến lúc mà giá giảm chỉ còn có 3.500 đô vào cuối năm 2018 thì những cái sự kiện này sẽ còn xảy ra nữa các bạn Nhưng mà nó có thể sợ những mức cao hơn Giả sử như là giá Bitcoin đó có thể lên tới mức là 200 ngàn đi Thì các bạn hoàn toàn có thể chứng kiến từ 200 ngàn giảm xuống chứ còn có mấy chục ngàn mà thôi Điều đó hoàn toàn có thể các bạn Tại vì chúng ta thấy được là thị trường này một thị trường đó Nó tương đối vẫn còn rất là nhỏ Chúng ta nhìn thấy là vốn hóa của Bitcoin các bạn có thể nói là Wow vốn hóa bây giờ đã là 1,2, 1,3 nghìn tỷ nghe rất là nhiều Nhưng mà thật ra vốn hóa này rất là nhỏ Nếu chúng ta so sánh với lại thị trường chứng khoán đó thì những công ty lớn đó, vốn hóa còn nhiều hơn cả thị trường này nữa các bạn có thể nói là những công ty lớn cái số lượng di chuyển của họ trong vòng một tuần đó giống như chúng ta nhìn thấy những cái tuần mà chúng ta có những cổ phiếu công nghệ lớn đó mà có cái sự điều chỉnh đó, thì cái phần trăm điều chỉnh đó quy ra đô la nó còn nhiều hơn cả thị trường này trên căn bản thị trường này vẫn là một thị trường vốn hóa rất là nhỏ cái đó cũng là tốt và xấu các bạn điều mà chúng ta thấy được là vốn hóa nhỏ đó thì chúng ta sẽ thấy được là cái giá nó sẽ rất là dao động có nhiều bạn nói thị trường này đó có nhiều cái sự bơm thổi hay là bị làm giá thì thực ra thị trường nào cũng như vậy hết nếu như mà các bạn lên trên mạng này các bạn google là làm giá thị trường vàng làm giá thị trường bạc làm giá thị trường bất động sản làm giá thị trường chứng khoán đó chúng ta đều sẽ tìm thấy rất nhiều những thông tin và thậm chí đó nhiều người đã bị kết tội rồi các bạn có nghĩa là họ đã nhận tội là họ đã làm giá thị trường như thế nào các bạn cũng đừng quên nó chỉ cần một cái thuyết thôi một dòng thuyết của Elon Musk cái đây dài năm thôi đã khiến cho giá cổ phiếu Tesla tăng mạnh các bạn chỉ cần Elon Musk thuyết một cái thôi thì đã khiến cho cổ phiếu tăng mạnh rồi chỉ cần Fed nói một câu hawkers thôi nói một câu hầu thôi ta sẽ khiến cho thị trường tài chính thế giới trao đảo cho nên chúng ta thấy được là thị trường nào nó cũng sẽ có những cái sự kiện như vậy chỉ là thị trường có vốn hóa càng nhỏ đó thì càng dễ bị dao động mà thôi các bạn khi mà thị trường này càng ngày càng lớn mạnh thì sẽ bớt bị những cái ảnh hưởng đó hơn nhưng mà ngược lại đó chúng ta lại mất đi rất nhiều những cơ hội có thể nghĩ như thế này lý do tại sao mà những cá voi những cái mập họ muốn làm giá thị trường này đương nhiên là tới cuối cùng đó họ muốn tích lũy thêm bịch con này các bạn tại vì thị trường này nó quá hấp dẫn đối với họ chúng ta có thể thấy nhiều thông tin thường chia sẻ ngày hôm nay các bạn mới thực sự thấy được là bây giờ đã có biết bao nhiêu người đang dòm ngó thị trường này tại vì thị trường này rất là khác so với những cái thị trường trước đây các bạn chúng ta nói tới những cái công ty lớn hồi xưa đến giờ đó thì người bình thường như là thuận mà các bạn không thể tiếp cận được với những cổ phiếu đó giống như là thuận đâu thể nào mà mua cổ phiếu của Facebook trước khi mà họ bắt đầu là có chứng khoán trên sàn nữa các bạn thuận đâu thể nào mua cổ phiếu của Google đâu tại vì luật cũng không cho phép các bạn các bạn cần phải là một cái nhà đầu tư chuyên nghiệp các bạn cần phải chứng minh tài sản vân vân thì các bạn thấy được là rất là khó cho một người bình thường có thể tiếp cận được. Với lại những cái cơ hội đó khiến cho cái gì các bạn, khiến cho chỉ có những người giàu, những cái tổ chức đầu tư họ tiếp cận những cái công ty đó và sau này những công ty đó lớn mạnh rồi họ bắt đầu bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán rồi người bình thường mới được mua nhưng mà ngược lại với lại bitcoin và crypto rồi các bạn thấy được là chúng ta có thể tiếp cận từ những ngày đầu tiên có thể nói được là những bạn nào mà đã tham gia vào thị trường này năm 2021 đó thì ngay cả lúc đó các bạn cũng đã tới trước luôn cả black đó rồi các bạn thấy được những nhà đầu tư trên full wall đó tới bây giờ họ mới bắt đầu tiếp cận bitcoin thông qua bitcoin spot etf các bạn đã tiếp cận trước lúc đó luôn rồi tôi đừng nói tới những năm trước hơn cho nên thị trường này là một thị trường mà rất là hấp dẫn đối với lại rất nhiều người có tiền các bạn họ nghĩ là wow bây giờ giá đã cao rồi họ sẽ tìm rất nhiều cách để có thể đẩy giá xuống để có thể là thu mua với cái mức thấp hơn đó là lòng tin của thuần nhưng mà không phải gì một thị trường có nhiều cái sự làm giá mà các bạn sẽ bỏ qua mà không đầu tư các bạn nếu gì thì các bạn cũng sẽ không đầu tư được gì giống như là các bạn không có ngưng lái xe Tại vì các bạn nghĩ là lái xe ra trên đường quá nguy hiểm, có nhiều người lái xe ẩu dẫn đến xảy ra tai nạn. Các bạn cũng đâu có phải là vì lý do đó mà ngưng lái xe đâu. Giống như là một bác sĩ đó, họ không có ngưng là bác sĩ tại vì họ sợ là tiếp cận với bệnh nhân, bệnh nhân sẽ lây bệnh cho mình. Các bạn thấy được là Thuần cũng không ngưng làm YouTube tại vì có một số người nào đó có những câu nói khó nghe nếu là như vậy đó thì thường cũng đã ngưng lâu rồi các bạn cho nên chúng ta không vì những cái đó mà chúng ta hoàn toàn không làm gì hết và điều quan trọng hơn đó là các bạn phải biết mình đang làm gì giống như là khi mà các bạn giả sử đầu tư vào bitcoin đi, thì tại sao các bạn đầu tư vào bitcoin các bạn tin Bitcoin là gì? Các bạn nghĩ đó là một cái mạng lưới vi tập trung, các bạn nghĩ đó là một vàng điện tử, các bạn nghĩ đó là một công cụ chống lại làm phát, các bạn nghĩ đó là một tài sản có thể đa dạng hóa được, giống như là một cái loại vàng điện tử. Lý do tại sao các bạn tin tưởng vào Bitcoin? Nó có thay đổi Tại vì thông tin các bạn dự đọc hay là không Đó là một trong những cách mà Thuận có thể bình tâm lại các bạn Khi mà đọc những thông tin xấu đó thì Thuận nghĩ là cái thông tin này nó ảnh hưởng tạm thời Hay là đây là một cái thông tin mà ảnh hưởng đến nền tảng, ảnh hưởng đến lòng tin của Thuận về Bitcoin này trong tương lai các bạn Đó là những cái mà Thuận có thể truyền đạt trong phần này của video Chúng ta còn nhiều tin tức khác cho nên thường sẽ không dành quá nhiều thời gian để mà tâm sự với các bạn Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là nhìn vào thị trường nói chung đó, chúng ta có thể thấy được là vốn hóa hôm nay lại tăng 1.3% Bây giờ mức là hơn 2,5 nghìn tỷ và Bitcoin bây giờ đã, đã tiến tới rất là gần 66.000 đô rồi các bạn Chúng ta đang ở mức là 65.986 đô có thể nói là sau khi mà kết thúc video này thì chúng ta hoàn toàn có thể là hơn 66.000 đô. Chúng ta nhìn thấy được là ngoại trừ ra hôm nay chúng ta cũng có cái sự tăng trưởng cho những cổ khoán khác, giống như chúng ta nói tới solar là cũng tăng 3.2%, nhưng mà nhìn chung đó thì hôm nay các bạn thấy được là về all Coins đó, thì chúng ta cũng có phần lớn all Coins tăng trưởng ngày hôm nay, cũng có những đồng mà không tăng trưởng các bạn nhưng mà phần lớn là màu xanh và đương nhiên một tuần qua đó thì hầu hết là màu xanh các bạn, Một tuần qua đầu tuần mà cả thị trường đều có cái sự hồi phục thì hồi nãy giờ đó chúng ta nói tới là thị trường rất là tốt nhưng mà tại sao các bạn có phải là có tin tức gì lớn hay là không thật ra đó chúng ta thấy được là cái tin tức mà nhiều người lại quan tâm ngày hôm nay đó chính là liên quan đến người này các bạn chủ tịch phép john powell và tin tức không phải là mới đâu tin tức này là tin tức thường đã chia sẻ ngày hôm qua với các bạn rồi chỉ là hôm qua đó là một ngày mà nhiều người quan tâm đến thông tin liên quan đến cụ tổng thống donald trump các bạn có thể nói được là những cái trang web lớn đó họ đều chú tâm tới những tin tức liên quan đến cụ tổng thống donald trump và hôm qua chúng ta đã có cái cuộc trò chuyện với lại chủ tịch John Powell các bạn ở Washington DC nhưng mà ít tài quan tâm đến nhưng mà hôm nay thị trường là lại chú tâm đến việc này thì chúng ta có nói tới trong video ngày hôm qua rồi như bên nào mà chưa biết ông nói gì để có thể xem video ngày hôm qua ở cái phần cuối đó thuận chia sẻ về cái đề tài này thì chủ yếu đó ông rất là bồ câu các bạn ông nói là ông hài lòng với lại tiến triển của lạm phát và đưa ra một số những cái dấu hiệu lòng chuẩn bị giảm lãi suất nhưng mà khi nào thì các bạn thấy được là cũng không có gì thay đổi cái sự thay đổi chính là cái phần trăm tự tin của thị trường thì chúng ta cũng đã biết là cuộc họp kế tiếp của Fed á, là vào cuối tháng này các bạn ngày 31 tháng 7 sẽ là cuộc họp kế tiếp của Fed và hầu như đó không ai trông chờ sẽ có được giảm lãi suất trong tháng 7 này đâu các bạn thấy được là 93.3% nhưng về là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất các bạn đây là chỉ số trên CNB Futures chúng ta có thể nhìn thấy được là tháng 9 á, thì lại hoàn toàn khác tháng 9 á, chúng ta thấy được là 93.3% nhưng về là Fed sẽ giảm lãi suất 0.25% chúng ta có 6.7% phần trăm còn lại đó nghiêng về là Fed giảm lãi suất tới 0.5 phần các bạn nhưng mà điều mà các bạn có thể nhận ra được là không có một phần trăm nào nghiêng về là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tháng 9 hết thì tại sao chúng ta lại không nói tới tháng 8 tại vì các bạn thấy được là cuộc họp kế tiếp là vào tháng 7 này rồi kế đó là tháng 9 không có cuộc họp vào tháng 8 các bạn và chúng ta có thể nhìn thấy được là những cái phần trăm này cho thấy là một phần Tất cả những trader trên CME tin tưởng là Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 này Không có phần trăm nào nghĩ là sẽ giữ nguyên lãi suất hết các bạn Tại vì lãi suất bây giờ đó là 5.255.5 và chúng ta nhìn thấy được là cái phần lãi suất bên dưới này đó là 5 tới 5.25 và 4.75 tới 5.00 thì các bạn nhìn thấy được là cái sự tự tin nó đang lớn như thế nào ai cũng tin tưởng là Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 này câu hỏi là sẽ giảm bao nhiêu các bạn đó mới là câu hỏi hiện bây giờ và những bên nào mà theo dõi kênh bao nhiêu năm qua đó các bạn đã biết là chỉ số này đã hầu như không bao giờ trượt các bạn chưa bao giờ mà chúng ta chứng kiến chỉ số này bị trượt có thể nói chỉ số này đó rất là chính xác nhưng mà một lý do tại sao nó chính xác là tại vì nó được update liên tục các bạn ngày hôm qua đã sau khi mà được John phát biểu thì lại được update ngay bây giờ là như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tại vì bây giờ đến tháng 9 á, thì cũng còn một khoảng thời gian nữa các bạn. Chúng ta cũng sẽ vẫn nhận được một chỉ số CPI vào tháng 8 nữa, rồi chúng ta sẽ nhận được một chỉ số CPI vào tháng 9 nữa. Hy vọng là mọi thứ vẫn như mong đợi các bạn, nhưng mà bây giờ đó là như vậy khiến cho thị trường rất là hào hứng hiện bây giờ. Và trong cái cuộc trò chuyện ngày hôm qua ở Washington DC đó, thì Chủ tịch John Powell tự tin là sẽ không có suy thoái tài chính có thể nói là rất nhiều người bây giờ đang chờ đợi phép cắt giảm lãi suất các bạn cũng đã nghe thường chia sẻ ngày hôm qua đó hầu hết những cái ngân hàng trung ương lớn của thế giới đó 80% phần trăm đã nghiêng về là sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay các bạn và chúng ta cũng đã có 40%. trăm của những ngân hàng đó đã bắt đầu cắt giảm rồi. trong đó chúng ta có những ngân hàng trung ương lớn. như là chúng ta nói tới ngân hàng trung ương của Châu Âu cũng như là ngân hàng trung ương của Canada các bạn. và chúng ta cũng đã biết là nền kinh tế lớn thứ nhì đó chính là Trung Quốc đó thì họ vẫn đang tiếp tục bơm tiền. tại vì trên các bạn họ cũng chưa bao giờ tăng lãi suất sau đại dịch hết. tại vì sau đại dịch thì nền kinh tế Trung Quốc cũng đã bị thiệt hại rất nặng nề các bạn. nhất là liên quan tới thị trường bất động sản. thì rất nhiều người đang chờ đợi Fed các giảm lãi suất vào tháng 9 này nhưng mà ít nhất có một người không muốn phép các giảm lãi suất vào tháng 9 này và nên đợi tới tháng 11 các bạn đó là ai thì dựa theo thông tin đến từ Bloomberg thì cựu tổng thống Donald Trump muốn phép đừng cắt lãi suất bây giờ đừng quá vội vàng và đợi tới tháng 11 thì mới cắt thì đương nhiên nữa các bạn tại vì ông muốn đợi tới khi nào mà ông thật sự đã thành công đắc cử rồi thì mới cắt <laughs> Nhưng mà nói tới bầu cử tổng thống đó thì các bạn thấy được là hôm nay là tiếp tục nghe một số người đó họ lại gửi đơn tới để mà yêu cầu Tổng thống Biden lùi bước không tiếp tục ra ứng cử nữa nhưng mà hầu như là các bạn thấy được là tổng thống Joe Biden cũng đâu quyết tâm là sẽ tiếp tục ứng cử đến cùng tới bây giờ đó thì cái phần trăm mà tổng thống Biden lùi bước đó chỉ còn có 33% mà thôi so với lại cách đây khoảng chừng là 10 ngày là tới gần như 80% rồi các bạn thì bây giờ là như vậy và đương nhiên đó, thị trường không muốn cái gì bất ngờ hết các bạn cũng đang thấy được là khi mà cái phần trăm khả năng mà tổng thống Biden rút lui ra khỏi cái cuộc đua Nhà Trắng này. Lúc đó, đó thị trường cũng hơi trao đã một chút các bạn, tại vì thị trường không có thích những cái gì mà không có rõ ràng các bạn. Bây giờ đó thị trường cũng đã nhắm tới là đợt này đó lại là hiệp 2 giữa cựu tổng thống Donald Trump và tổng thống Biden. Nếu như mà lại có cái sự thay đổi, không biết được là người thay thế là ai, phần trăm thắng sẽ là bao nhiêu thì thị trường là sẽ có cái sự biến động nữa các bạn. Ngay bây giờ đó, ngay bây giờ đó thì không có gì thay đổi các bạn chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin liên quan đến crypto đi thì các bạn có thể nhìn thấy được là hồi sáng này chúng ta đã có khoảng chừng vài tiếng đồng hồ đó giá bitcoin đột ngột giảm xuống từ cái mức là 64 65 000 đô xuống tới mức là chỉ còn có 62 300 đô mà thôi lúc này đã thường còn đang ngủ các bạn nhưng mà khi mà thức dậy đó thì đã thấy những thông tin liên quan tới Malgox thì các bạn thấy được là đây là cây ví của Mao uh, được theo dõi bởi Arkham Intel các bạn có đang nhìn thấy được là bên dưới này đó chúng ta đã có một cái đợt chuyển tiền thật ra tối hôm qua đó, họ đã chuyển một ít các bạn giống như các bạn nhìn thấy được những đợt chuyển tiền như là chỉ có 0.021 BTC mà thôi thì họ chuyển để xem coi là có trục chặt gì hay không trước khi mà chuyển số lượng lớn và đây cũng là một trong những cái thói quen rất là tốt như bài nào mà chuyển số lượng lớn đó thì cũng nên chuyển thử một ít vào cái ví đó rồi sau đó mới chuyển phần còn lại một số bạn nói là làm cái này đó thì tốn kém quá nhưng mà thật ra nếu như mà các bạn di chuyển số lượng lớn đó thì cái này là một cái phí nó không không phải là nhiều đâu các bạn khiến cho các bạn an tâm hơn lỡ như mà các bạn chuyển lộn hay gì đó một số lượng tiền lớn giống như là mấy chục ngàn hay gì đó thì các bạn sẽ thấy rất là tiếc trong khi mà các bạn có thể chuyển như vậy để chỉ tốn thêm phí một lần mà thôi có thể là 10 đô hay gì đó hay là thậm chí thấp hơn tùy theo lúc đó mạng lưới của BDC như thế nào nhưng mà những mạng lưới khác thì còn rẻ hơn nữa các bạn cho nên chuyển một ít trước rồi mới chuyển phần còn lại và các bạn đã thấy được là Malgox đã chuyển một số lượng không hề nhỏ ra khỏi ví của họ ngày hôm nay và dựa theo tài liệu đến từ Arkham thì tổng cộng họ đã di chuyển là 91.755 BTC các bạn nghĩa là 5 tỷ 8 đô la tới những địa chỉ ví mới thì lúc đó chúng ta vẫn chưa rõ là họ di chuyển đi đâu và các bạn thấy được là sau đó đó thường cũng đã nhận được một cái nguồn tin nội bộ và thường nghĩ là bây giờ đã được xác nhận bởi nhiều người rồi là chúng ta thấy những sàn giao dịch như là Kraken đã nhận được tiền tiền này đó là tiền dùng để mà thanh toán cho những cái nạn nhân như đã hứa các bạn những chủ nợ hiện bây giờ thì các bạn đã nhớ là sàn góc đã phá sản rồi và 10 năm qua đó họ cứ nói là sẽ trả tiền nhưng mà cuối cùng tới năm nay đó thì họ đã bắt đầu thanh toán 20% như đã hứa các bạn thì chúng ta nhìn thấy được đó đây là một cái ví dụ email từ sàn Kraken báo là họ đã nhận được Bitcoin và Bitcoin Cash và sẽ đưa cho những nạn nhân đó những chủ nợ trong vòng từ 7 tới 14 ngàn như đây trong vòng 1 tới 2 tuần tới những người mà đang chờ đợi nhận đó thì họ sẽ không có ngày hôm nay các bạn họ phải chờ thêm một tuần hai tuần nữa nhưng mà họ đã chờ đợi 10 năm rồi thì chờ đợi thêm một hai tuần nữa thì nghĩ là không có ai sẽ phàn nàn đâu nhưng mà điều này cũng đã chứng thực đó là Mao Gox thật sự đã trả tiền năm nay và họ đã di chuyển một cái số lượng như thường dự chia sẻ là khoảng 5.8 tỷ họ vẫn còn 9 tỷ các bạn thì theo thường biết đó, dựa theo thông tin mình thường đã chia sẻ trước đây họ chỉ trả một phần mà thôi các bạn không phải là trả hết phần còn lại đó để làm gì thường cũng không rõ nữa tại vì các bạn thấy được là đây là cái vụ kéo dài 10 năm rồi và có nhiều sự lựa chọn các bạn muốn lựa chọn nhận tiền mặt hay là nhận BTC hay là như thế nào đó rồi sau đó đó họ sẽ ra quyết định cuối cùng là phân phối như thế nào và quyết định cuối cùng của họ đó là những ai mà chấp nhận nhận trước 20% thì có thể nhận được trong năm nay và họ sẽ chia ra một phần tiền mặt một phần là Bitcoin và một phần là Bitcoin Cash để mà trả cho những cái chủ nợ đó và cái phần còn lại đó có thể là những người mà họ muốn nhận đầy đủ thì không biết khi nào mới nhận được các bạn nhưng mà ít ra đã có cái sự di chuyển ngày hôm nay thì đương nhiên điều này nó cũng bắt đầu khiến cho nhiều người lo lắng tại vì các bạn thấy được là con số là 5 tỷ mấy đó không hề nhỏ nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là chúng ta vừa trải qua sự kiện của chính phủ Đức đó lúc đó là khoảng hơn 3 tỷ đô la con số này đã thì nhiều hơn đúng rồi các bạn nhưng mà nó khác hoàn toàn so với cái sự kiện đó tuy nhiên cũng đã có một số người lo lắng các bạn khiến cho trong vòng 3-4 tiếng đồng hồ đó đó giá đã có cái sự điều chỉnh xuống nhưng mà sau đó thị trường lại tiếp tục tiến tới mà không quan tâm tới mao nữa và chúng ta cũng đã nói tới mao rất nhiều lần trên channel này rồi các bạn về mao thì các bạn nên hiểu là cái số tiền được trả cho các chủ nợ đó thì sẽ nhận được trong vòng 2 tuần trước đó theo thứ tự như nào đó thì chúng ta không biết rõ nhưng cái chủ nợ đó các bạn nên hiểu đây là chủ nợ lâu năm đây không phải là một cái đơn vị các bạn họ sẽ trả cho từng người một và những người đó đó ra quyết định họ muốn bán muốn giữ hay là như thế nào đó là chuyện của họ nhưng mà nhiều chủ nợ đó hầu hết tất cả luôn chứ không phải là nhiều các bạn là những người ho đồ lâu năm rồi tại vì nếu các bạn đã là chủ nợ của Mao thì các bạn đã tham gia thị trường này đó là từ năm 2012 2011 13 các bạn cách đây là hơn 10 năm rồi thì có thể nói là rất nhiều người trong số đó đó là những người tiếp tục ho đồ Bitcoin đến bây giờ có thể là sau sự việc của Mao Gox sẽ vẫn tiếp tục ở trong thị trường này tích lũy đến bây giờ các bạn cho nên không có ai cũng phải bán đâu và như thường đã chia sẻ đó họ là một đơn vị nên cũng không phải là đâm cùng một lúc nó không giống như thì chúng ta nói tới là chính phủ đức hay là chúng ta nói tới là sàn ftx khi mà có gbtc các bạn không phải là họ sẽ đâm cùng một lúc và tùy theo người có người bán có người muốn giữ và có người muốn bán bây giờ có người muốn chờ giá cao hơn để bán tùy theo là người đó giao định như thế nào cho nên nó sẽ không phải là lực bán cùng một lúc có thể là lực bán nó sẽ xuất hiện trong một cái điểm nào đó các bạn một thời gian nào đó Trong mùa hè này nhưng mà sẽ không phải là tất cả cùng ở một lúc lực lực bán thực sự đó sẽ là bao nhiêu thì hai tuần nữa chúng ta mới biết giá có giảm hay không đó thì hoàn toàn tùy vào lực bán bao nhiêu và lực mua bao nhiêu các bạn tại vì chúng ta không thể chỉ nhìn về lực bán không đúng là có thể là có người bán giả sử như chúng ta nói được là trong 5 tỷ 8 này đó chúng ta có thể nói là giả sử như là 30% sẽ bán đi thì chúng ta lấy con số là không tới 2 tỷ đó nhưng mà có lực mua là bao nhiêu các bạn và những người muốn bán này ra họ sẽ bán bây giờ hay là họ sẽ chờ để mà bán những cái đó đều sẽ ảnh hưởng đến giá cả nhưng mà khi mà những muốn bán đó bán hết rồi thì cũng không có gì để bán đâu các bạn như thường đã nói đó cái này là một cái sự kiện chị chỉ ảnh hưởng đến mùa hè này thôi các bạn và là sẽ là một cái mùa hè rất là sôi động mao gót là một câu chuyện mà các bạn nên quan tâm nhưng mà không nên lo lắng tại vì các bạn có lo lắng hay không nó cũng vô dụng mà thôi nó nằm ngoài việc kiểm soát của các bạn nhưng nhìn về mặt tích cực đó, thì Mt. cuối cùng cũng đã trả tiền các bạn đắm mây đen bao trùm cái thị trường này hơn 10 năm qua đã từ từ tan biến và chúc mừng như mọi nào đã nhận được Bitcoin và Bitcoin Cash từ Mt. Gox không biết cái số tiền nhận lại đã không phải là cái số các bạn đã mất nhưng mà giá bây giờ cũng đã cao hơn rất nhiều rồi có thể nói đây là một cái hiện tượng hodl bất đắc dĩ đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn À, cái phần này có video thì à, tâm lý chung đó các bạn đã biết rồi tuần trước đó chính phủ đức chính phủ hoa kỳ tin xấu nhiều quá thì nhiều bạn cho là giá còn xuống nữa ai mà mua bây giờ Hôm qua đó thì tin tốt nhiều quá, giá tăng mạnh rồi, hy vọng có cơ hội để mà mua thêm bịch con giá rẻ. Hôm nay đó thì Mao Gót sắp sửa trả tiền, tin xấu nhiều quá, giá còn xuống nữa, hay mà mua bây giờ. Nói chung nên như thằng chia sẻ đầu video, nếu như mà các bạn muốn mua thì sẽ luôn có lý do để mua, nếu như các bạn muốn bán thì sẽ luôn có lý do để bán. Nhưng mà nhìn về dài hạn các bạn, chúng ta luôn nhìn vào dài hạn trên channel này tại vì nó dễ dàng hơn để các bạn nhìn ngắn hạn, nhìn vào thị trường này dài hạn các bạn sẽ thấy được là mọi thứ nó rõ ràng hơn rất là nhiều thương cho các bạn xem một cái clip các bạn cái clip này đã đến từ Fox Business News và đây là cái clip mà họ so sánh những tài sản lớn với lại Bitcoin trong vòng 10 năm qua và các bạn thấy được là tài sản nào mà tăng trưởng nhiều nhất trong vòng 10 năm qua không phải là tăng trưởng một lần hay là hai lần hay là ba lần mà trong vòng 10 năm qua đó Bitcoin 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 liên tục tăng trưởng rất là nhiều trong vòng 10 năm qua các bạn kể từ năm 2012 đây các bạn có biết là tuy chúng ta theo dõi thị trường này cảm thấy nó dao động lên xuống lên xuống nhưng mà thật ra đó chúng ta nhìn vào từ năm 2012 cho đến kết thúc năm ngoái đó năm nay có khả năng sẽ là một năm tiếp tục là màu xanh các bạn bây giờ đã là đất xanh rồi nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là cho dù các bạn cảm giác thị trường này lên xuống liên tục và có những năm giảm rất là nhiều nhưng mà sự thật đó các bạn nhìn thấy được là trong vòng mười mấy năm qua chúng ta nhìn trên màn hình đó, từ năm 2012 tới bây giờ phần lớn là màu gì các bạn phần lớn đó là màu xanh chứ không phải là màu đỏ chi tiết hơn đó là chỉ có 3 năm giảm thôi các bạn đó chính là năm 2022 giảm 64%, năm 2018 giảm 73,39% và năm 2014 giảm 56%. Nhưng mà năm trước đó thì sao các bạn? Năm trước đó là năm 2013 đã tăng 5.428% trước khi mà chúng ta có cái đợt giảm 56% một năm sau đó. Năm 2017 đó Bitcoin tăng 1.336% trước khi mà giảm 73% năm sau đó. Còn về năm 2022 đó thì trước đó năm 2020 Bitcoin tăng 304%, năm 2021 Bitcoin tăng 59.4%. Trước khi chúng ta có một cái đợt điều chỉnh 64% năm 2022 nhưng mà sau đó chúng ta lại có cái sự tăng trưởng năm 2023 là 155.68%. Các bạn thấy được là có nhiều người họ không thích thị trường này, họ không thích Bitcoin, họ sẽ nói là Bitcoin giống như là bong bóng hoa tulip. Các bạn nghĩ là bông bóng hoa tulip là một hiện tượng nó xảy ra bao nhiêu lần các bạn có thể nhìn thấy được là thị trường này đã trải qua mười mấy năm liên tục bao nhiêu những chu kỳ và tăng theo thời gian hay là nhiều người đó chỉ nói là ờ à, tại vì may mắn mà thôi chứ còn uh, cái này ở đâu hay sao đầu tư được các bạn thấy được là cái này có giống như may mắn hay là không đây đó là một cái hiện tượng là một tài sản đang từ từ được hình thành Ngày lại càng có nhiều dòng vốn vào tài sản này hơn rất rõ ràng là như vậy khi mà zoom ra đó thì không thể nào rõ ràng hơn các bạn Why do people love Bitcoin? Why do they love crypto? Well, I got to tell you something. 28% of young folks said they want it, and I'll tell you why. Going back to 2013, the number one asset, the number one performing asset, Bitcoin. 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 How much? How about 315,000 percent? 315 <laughs> Bitcoin, 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 Bitcoin các bạn, các bạn có thể nhìn thấy được khi mà so sánh với những tài sản lớn đó, thì từ năm 2013 tới bây giờ, các bạn nhìn thấy trên màn hình hầu hết các năm đều là Bitcoin hết các bạn Chỉ có 3 năm duy nhất là không phải Bitcoin mà thôi Còn lại toàn là Bitcoin không Khi mà so sánh với lại chỉ số S&P 500 So sánh với lại uh, chúng ta nói tới vàng Với lại rất nhiều tài sản khác trên màn hình Thì Bitcoin đó là một tài sản mà không phải là một năm Mà liên tục nhiều năm các bạn đứng đầu cho bản danh sách này Và tính từ năm 2013 tới bây giờ các bạn Trong vòng 10 năm đó Bitcoin có sự tăng trưởng là 315 ngàn phần trăm 315.000% phần trăm trung bình một năm nó đương nhiên có năm lên năm xuống các bạn nhưng mà trung bình một năm nó bị tăng một trăm hai mươi bốn phần trăm không có một tài sản lớn nào trên thế giới có cái sự tăng trưởng như vậy các bạn đây chính là lý do tại sao mà nhiều người đó quan tâm đến thị trường này và đây là những dẫn chứng cho thấy được đó là thị trường bitcoin là một thị trường mà ngày càng lớn mạnh các bạn chúng ta bây giờ hãy chuyển qua một thông tin khác đi thì thông tin này đã thường đã chia sẻ với các bạn năm ngoái nhưng mà lúc đó đó thì thượng nghị sĩ Menendez lúc đó chỉ mới có bị tình nghi mà thôi các bạn mới bị khởi tố thôi nhưng mà hôm nay đó ông đã bị kết án rồi Lãnh án bao nhiêu đó thì chúng ta phải chờ mới biết được các bạn. Nhưng mà các bạn thấy trên màn hình đó thì đây là một thượng nghị sĩ rất là ghét Bitcoin và crypto năm 2022 đó, lúc mà chúng ta nói tới El Salvador chấp nhận Bitcoin làm tiền tỷ hợp pháp đó thì thượng nghị sĩ Bob Menendez của Hoa Kỳ nói việc El Salvador chấp nhận Bitcoin đã mở cửa cho việc rửa tiền và tham nhũng. Các bạn có biết chuyện gì xảy ra ngày hôm nay hay không? Sau khi mà bị khởi tố đó thì các bạn thấy được là hôm nay ông đã bị kết tội rồi. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Bob Menendez, một đảng viên đảng Dân Chủ quyền lực từ bang New Jersey, đã bị kết tội tham nhũng liên quan đến việc FBI tịch thu 13 thổi vàng, gần 500.000 đô tiền mặt và một chiếc xe Mercedes-Benz tại nhà riêng của ông các bạn. và hôm nay, ông đã bị kết tội là tham nhũng và chúng ta phải chờ ngày ông lạnh nán và dựa theo thông tin ông có thể án lên tới 20 năm các bạn ông cũng đã già rồi nhưng mà các bạn đã thấy được là <laughs> ông là người mà nói bịt kho chỉ dùng để mà tham nhũng mà thôi để mà rửa tiền nếu gì ra tại sao ông lại không dùng Bitcoin các bạn Nhưng mà ông lại dùng tiền mặt Ông lại dùng vàng và ông lại nhận chiếc xe Mercedes-Benz Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới tình hình của ETF đi Thì các bạn thấy được là chúng ta lại ngày càng tới gần tới cái ngày mà quỹ Ether Spot ETF sắp sẽ bắt đầu Bây giờ ước tính là ngày thứ ba tuần sau các bạn Đợt này đó là đó là cái ngày được ấn định bởi SEC hiện bây giờ Miễn là những công ty này đó nộp lại văn bản cuối cùng vào ngày thứ hai Thì ngày thứ ba tuần sau sẽ bắt đầu giao dịch Thì chúng ta thấy được là ngân hàng CD họ dự báo là những quỹ Ethersport ETF tại Hoa Kỳ sẽ thu hút được dòng tiền đó khoảng chừng là từ 30 tới 35% so với lại cái quỹ ETF Spot Bitcoin tương đương với khoảng chừng là 4.7 tới 5.4 tỷ đô la trong vòng nửa năm tới các bạn, 6 tháng tới. Tuy nhiên, cái dòng tiền này có thể thấp hơn do thiếu cơ hội staking và lợi thế đi đầu của Bitcoin. Điều này cũng dễ hiểu thôi các bạn, tôi nghĩ là có nhiều cái ước tính khác nhau tùy theo các bạn hỏi ai giống như các bạn thấy được là CD dự đoán là đâu đó khoảng chừng là 4 tỷ 7 tới 5 tỷ 4, khoảng từ 30 tới 35% của dòng tiền BTC mà thôi thì cũng dễ hiểu tại vì giờ chúng ta cũng đã thấy được là cái vốn hóa và cái volume của Ether so với Bitcoin thấp hơn. Ở trên thị trường spot thì cũng không có lý do gì chúng ta nghĩ là cái dòng tiền vào Ether Spot ETF sẽ bằng với Bitcoin Thêm vào đó nữa đó thì các bạn thấy điện quỹ này họ không có cho cơ hội staking tại vì SEC vẫn chưa cho phép điều đó Thì cái dòng tiền sẽ ít hơn à, Tôi nghĩ điều này cũng hợp lý Và nhiều người đó có thể là họ chỉ Đầu tư vào Ether thông qua ETF Tại vì họ muốn đa dạng hóa mà thôi Tại vì họ nghĩ đó đây là một cái mảng đầu tư Cho nên họ sẽ muốn chia ra giữa Bitcoin và Ether Thì dòng tiền sẽ ít hơn Tại vì vốn hóa ít hơn và các bạn thấy được là CD dự đoán là cái con số là 4 tỷ 7 đến 5 tỷ 4 Chúng ta cũng thấy được là một dự đoán khác đó Chính là dự đoán này đến từ sàn Gemini Thì sàn Gemini nghĩ là đâu đó khoảng chừng 5 tỷ Thì cũng trung bình các bạn cỡ như là cái trung bình giữa cái mức mà được đưa ra bởi CD Và chúng ta nhìn thấy được là một cái ngân hàng khác đó chính là JP Morgan Thì dự đoán ít hơn các bạn khoảng chừng là 1 tới 3 tỷ đô la mà thôi Nói chung nó sẽ có dòng tiền vào và đó là điều tốt dài hạn các bạn Nhưng mà khi bắt đầu đó thì chúng ta ta mới biết được dòng tiền như thế nào à, và chúng ta cũng phải chờ khoảng chừng là một tháng hay gì đó tại vì mới đầu đó cũng có thể là có cái hiện tượng như là seller news chúng ta đã từng chứng kiến đối với BTC nhưng mà các bạn thấy được là về giá của Bitcoin đó thì trước khi mà có Bitcoin Spot ETF nó tăng rất là nhiều rồi rồi sau đó nó mới có cái sự điều chỉnh nhưng mà đối với Ether thì giá cũng đã tăng các bạn nhưng mà tăng đâu đó khoảng chừng là chỉ hơn 10% mà thôi trước khi mà có Ether Spot ETF cho nên à, thùng cũng không biết là sẽ có sao The News hay là không chứ cho là vậy đi các bạn nhưng mà điều quan trọng hơn đó là The News tin tức này là một cái cánh cửa để mà chào đón dòng tiền mới sau khi mà chúng ta thấy là những cái tuần đầu tiên đó bắt đầu là có cái lực bán đến từ Rayscale rồi sau đó chúng ta mới thấy cái lực mua nó như thế nào rồi sau khi mà Rayscale ngưng bán rồi chúng ta mới bắt đầu thấy cái nhu cầu thực sự là bao nhiêu nhưng mà Thuần vẫn tin là sẽ có dòng tiền vào Ether Spot ETF Bây giờ mọi người nghĩ đến vùng tiền đó, nó chỉ thấp các bạn khoảng chừng là từ 3 tới 5 tỷ mà thôi thấp hơn nhiều so với Bitcoin Nhưng mà ai biết được có thể là sẽ có một cái sự bất ngờ và chúng ta có từng nói đến là Van thì nhìn xa hơn và họ nghĩ là Ether có thể đạt 22.000 đô nhưng mà không phải bây giờ mà phải đợi thêm khoảng chừng 6 năm nữa vào năm 2030. Lý do là tại vì đó dòng tiền của Ether Smart ETF sẽ điều đặn và sẽ từ từ khiến cho vốn hóa của Ether tăng lên theo thời gian. Và nói tới ETF thì chúng ta có thể nhìn thấy được là ngay bây giờ chúng ta có dòng tiền rất là tốt. Chúng ta thấy được là ngày hôm nay đó chúng ta vẫn chờ đợi BlackRock nhưng mà dòng tiền bây giờ đã là dương 162.3 triệu rồi các bạn, rất là tốt luôn. Chúng ta tiếp tục thấy có một ngày có dòng tiền dương và có thể nói được là dòng tiền dương đã liên tục rồi ngay cả những lúc mà nhiều bạn lo lắng cái T2 tuần đó thì dòng tiền dương đã xuất hiện trên những quy Bitcoin Spot ETF này rồi và cứ như vậy đó ngày lại càng có lực ép trên sàn OTC các bạn và cũng tốt tại vì có khả năng đó là một số lượng Bitcoin được phân phối bởi Malgox sẽ được bán trên sàn OTC tại vì có một số người họ đã bán giấy nợ cho những cái tổ chức đầu tư và những tổ chức đầu tư đó có thể là sẽ bán thông qua sàn OTC thì cũng tốt các bạn chúng ta cũng có cái áp lực để mà thu mua trên sàn OTC cũng như là gần đây chúng ta có những cái thông tin liên quan tới công ty China sự họ cũng có dấu hiệu là di chuyển tiền lên trên sàn Coinbase và có thể bán thông qua OTC thì chúng ta cũng đã có cái nguồn cầu hiện bây giờ trên sàn OTC đến trên quỹ này rồi các bạn và cứ như vậy đó thì một ngày nào đó sàn OTC sẽ không còn Bitcoin nào hết mà nó sẽ lấn qua sàn spot các bạn đó chính là cú sốc nguồn cung chúng ta đã chứng kiến vào đầu năm nay các bạn vào tháng 2, tháng 3 đó khiến cho giá Bitcoin từ 40.000 mà tăng lên tới mức 73.800 đô có thể nói là chúng ta có thông tin tốt chúng ta có cây lực ép đến từ những quỹ Bitcoin spot ETF tình hình bây giờ đó thì đã lạc quan hơn rất là nhiều so với cái một tuần rồi các bạn và ngay bây giờ chúng ta nhìn thấy là công ty đứng đầu về Bitcoin Spot ETF trên thế giới đó thì không ai khác hơn đó chính là BlackRock. BlackRock bây giờ đã đã vượt xa Grayscale các bạn. Grayscale đó thì uh, họ là một cái quỹ đã có cách đây hơn 10 năm rồi nhưng mà khi mà có Bitcoin Spot ETF họ mới bắt đầu có thể bán được và họ cứ bán liên tục các bạn. Đương nhiên không phải là họ bán mà những nhà đầu tư của họ bán. Và các bạn thấy được bây giờ đó Grayscale chỉ còn có 273.726 Bitcoin mà thôi trong khi BlackRock đó đang sở hữu là 316.200 tám mươi bốn bitcoin là quỹ bitcoin spot ETF lớn nhất trên thế giới hiện bây giờ và là một sự thành công rất lớn đối với lại BlackRock và nhiều bạn hỏi thường đó là tại sao mà Rayscale đó cứ bán và bán hỏa như vậy thì thật ra đó tại vì cái phí của họ quá cao không có lý do gì một người mà muốn mua Bitcoin Spot ETF bây giờ họ lại mua thông qua Rayscale trong khi mà có rất nhiều sự lựa chọn các bạn nhìn thấy được là chúng ta có tới rất là nhiều quỹ ngay cả chúng ta nói tới Fidelity thì cũng có Ark Invest cũng có Bitwise cũng có những quỹ này đều có phí thấp hơn nhiều so với đại Rayscale vì Rayscale có gì có phí cao hoài cho nên không có dòng tiền dương nhiều các bạn phần lớn là dòng tiền âm thôi tại vì khi mà Tình hình tốt có thể là có người muốn chút lời hay là có người lo sợ họ bán Trên những thời điểm xấu dẫn đến là chỉ có dòng tiền ra là nhiều các bạn không có dòng tiền vào có thể nghĩ ngược lại là dòng tiền đó ra khỏi Grayscale cũng có thể là đi vào những quỹ còn lại tại vì cái phí thấp hơn. Chúng ta hôm qua cũng đã nói tới là cựu tổng thống Donald Trump đó đã, đã chọn JD Vance để mà làm người cùng âm ứng cử với chức vụ là phó tổng thống và các bạn có biết là JD Vance là một người mà có người vợ là luật sư làm việc cho công ty luật đã hỗ trợ Coinbase Ripple trong vụ kiện chống lại SEC các bạn nhìn thấy được là ông có cái người vợ và người vợ này đó là sinh ra ở San Diego đi học ở trường đại học Yale các bạn và là một luật sư và làm việc đó cho công ty gọi là Munger, Toast Ocean Và đây cũng là công ty đại diện cho Coinbase và Ripple các bạn Và điều này cũng không làm gì khiến cho thùng bất ngờ Tại vì các bạn đã biết là JD Vance là một người mà rất ủng hộ crypto Chúng ta đã nói tới rất nhiều thông tin trong ngày hôm qua rồi Nhưng mà ở trên Coinbase thì có một trang web gọi là Stand With Crypto Thì các bạn có thể để bất cứ một cái tên của một cái nghị sĩ nào Một người lập pháp nào Và Coinbase thì theo dõi những người này Và đưa ra một cái điểm người này ủng hộ crypto hay là không Và các bạn nhìn thấy được là GD Vance á, trên trang web của Coinbase là một trong những nghị sĩ cực kỳ ủng hộ các bạn Được điểm A nghĩa là rất rất ủng hộ và không phải là mới bây giờ đâu các bạn thấy được là bây giờ đã cũng có nhiều những cái nghị sĩ đã chuyển bộ ủng hộ và có thể tại vì gần đây đó ủng hộ crypto đó là một cái có thể mang lại được nhiều lợi ích nhưng mà JD Vance đã ủng hộ từ rất lâu rồi các bạn có thể nói được là cái lần đầu tiên mà Coinbase thấy JD Vance có sự ủng hộ đó là tháng 12 năm 2021 khi mà Jay Devance đã chia sẻ thông tin trên ads các bạn cho thấy được là ông ủng hộ crypto rồi các bạn thấy được là năm 2022 đó tiếp tục có những cái thông tin và những cái cuộc bỏ phiếu những cái dự luật đó. tất cả đều hướng về là ủng hộ crypto các bạn và chống đối quan điểm về crypto từ chủ tịch Gary Gensler của SEC Nói chung đó, đây là một trong những người Mà khiến cho nhiều người Trong đó có thuận bất ngờ các bạn Thì chúng ta không nói nhiều về JD Vance Nhưng mà khi mà biết người này là ai rồi đó thì các bạn sẽ thấy được đây là một chuyện ứng cử viên rất là tốt cho thị trường crypto này. Có thể nói là chúng ta nghe nhiều người hứa hẹn là khi mà họ trở thành tổng thống, phó tổng thống thì họ sẽ làm gì làm gì. Nhưng mà các bạn thấy được là JD Vance không có hứa hẹn mà đã làm rồi các bạn. Khi là thượng nghị sĩ thì đã có nhiều hành động ủng thị trường này rồi Ngược lại với lại bên của Tổng thống Joe Biden Các bạn thấy được là không phải bây giờ mà từ năm 2020 Thì ngay cả lúc đó đó các bạn thấy là những người mà ủng hộ Tổng thống Joe Biden muốn quyên góp Bitcoin thì ông lại nói là ông không có Bitcoin và ông cũng sẽ không bao giờ kêu ai gửi Bitcoin cho mình. Các bạn đã thấy được. Tới bây giờ đó thì ông cũng không thay đổi quan điểm đó có thể nói bây giờ thầy đội cũng không có còn nhiều thời gian các bạn có thể đã quá trễ rồi và chúng ta cũng đã thấy là những công ty crypto đó thì ngày lại càng lớn mạnh và có tiền chúng ta thấy là họ quyên góp rất là nhiều để mà ủng hộ người này người kia và có sức ảnh hưởng đối với chính trị của hoa kỳ các bạn và Ripple đó thì dựa theo thông tin họ đã quyên góp 1 triệu đô la cho quỹ chính trị gọi là Commonwealth Unity Fund các bạn đây là quỹ chính trị để hỗ trợ John Deaton. John Deaton đó là người mà đang đứng ra ứng cử cho cái chiếc ghế thượng viện của tiểu bang Massachusetts các bạn để mà chống đối lại với thượng nghị sĩ Warren, người mà cực kỳ ghét crypto. Và John Deaton đó muốn đẩy lui thượng nghị sĩ Warren chiếm chiếc ghế đó để tiếp tục ủng hộ trường crypto này. Và các bạn thấy Ripple đã quyên góp một triệu đô la vào cái quỹ đó. Tuy quyên góp rất là quan trọng các bạn, ra ứng cử bất cứ chức vụ gì ra thì tốn rất là nhiều tiền các bạn thấy được ứng cử tổng thống nó tốn cực kỳ nhiều tiền các bạn phải mua quảng cáo phải mướn những cái nhân viên à, phải mướn chiến lược gia tốn cực kỳ nhiều tiền luôn các bạn và đương nhiên ứng cử những chức ghế như là chúng ta nói tới ở thượng viện hạ viện này thì cũng tốn rất nhiều tiền cho nên tiền quyên góp rất là quan trọng nói tới quyên góp đó thì các bạn thấy hôm nay có nhiều thông tin có thông tin được xác nhận có thông tin chưa được xác nhận à, nhưng mà thông tin nói chung đó thì cho thấy là nhiều những cái người có tiền ở thung lũng silicon đã hướng tới và ủng ủng hộ của tổng thống Donald Trump bằng cách là họ quyên góp tiền các bạn chúng ta thấy được trên màn hình đó, thì Mark Anderson và Ben Hollywood đây là hai người đứng đầu cái quỹ Anderson Hollywood đã nói là họ sẽ quyên góp tiền cho cựu tổng thống Donald Trump trong cái cuộc tranh cử này và nói thứ Black đó thì các bạn đã nhớ là thường đã chia sẻ là cái người mà bắn cựu tổng thống Donald Trump đó là Thomas Matthew Crooks thì người này đã, đã từng xuất hiện ở trong quảng cáo của Blackrock thì sau đó Blackrock cũng đã rút quảng cáo này rồi các bạn bây giờ đã không còn trên TV nữa nhưng mà đương nhiên ở trên app thì vẫn còn rất nhiều phiên bản đây là một, một sự trùng hợp khi ông này gì các bạn không biết là có rất nhiều thứ âm mưu nhưng mà các bạn cũng thấy đây là một sự trùng hợp mà cũng khá là thú vị có thể nói là khiến cho nhiều người bất ngờ chúng ta nói tới FTX thì bây giờ tới đâu rồi các bạn chúng ta chưa nghe thêm thông tin khi nào họ mới trả tiền cho nạn nhân và thật ra kỳ này họ sẽ trả tiền mặt các bạn thì đương nhiên chúng ta nói tới Maugos trả crypto họ có thể bán crypto nhưng mà ngược lại đó nạn nhân của FTX nhận tiền mặt và họ có thể dùng tiền mặt để mà mua crypto các bạn thì chúng ta thấy được là bây giờ đó FTX đã có cái thỏa thuận với lại CFTC nghĩa là ban quản lý hợp đồng tương lai và hàng hóa Hoa Kỳ và cuối cùng đó thì đã chịu đóng phạt các bạn cái số tiền phạt đó tổng cộng là 4 tỷ đô la cộng với lại 8 tỷ 7 đô la đó là tiền bồi thường Nó tôi nghĩ tiền bồi thường này đã sẽ bồi thường cho những cái nạn nhân nhưng mà tổng cộng đó họ phải chia ra cho cái vụ này là 12.7 tỷ đô la đây là cái vụ giữa sàn FTX và CFTC các bạn tại vì sàn FTX họ đã vi phạm những cái luật liên quan đến không có theo quy định hàng hóa Hoa Kỳ cái này nó khác với lại SEC SEC là bên chứng khoán thì nói chung các bạn thấy được đây cũng là những cái bước mà tối thuận cũng đã gần tới hồi kết rồi họ bắt đầu đạt những cái thỏa thuận rồi họ đóng phạt phần còn lại họ sẽ bắt đầu đưa lại chuyện nạn nhân và chúng ta còn hai thông tin nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn thì à, tại cái hội nghị Eat Berlin 2024 đó thì cái nhóm hacker đã tạo ra một cái gọi là Coronation FM các bạn đây là đài phát thanh phi tập trung cho phép nhạc chứa thông điệp mã hóa giúp liên lạc bảo mật dự án thành giải tác động xã hội tốt nhất các bạn thì uh, Coronation fm được sử dụng công nghệ swarm trên blockchain của ethereum người nghe có thể tải và nghe nhạc nhưng mà chỉ những người có khóa công khai mới thấy được thông điệp mã hóa khóa và thời gian phát nhạc được gửi trước cho người nhận có thể nói được là sau này các bạn nghe bản nhạc đó thì uh, người ta nói nhạc này đó thì có nghĩa sâu xa sau này có khả năng là có nghĩa rất là sâu xa đó các bạn <laughs> sâu đến nỗi mà các bạn không hiểu ý nghĩa gì luôn <laughs> tại vì các bạn cần phải có cái khóa để mà mở thông điệp và một điều khác nữa đó là liên quan tới uh, quake right thì các bạn đang thấy được là Craig Wright đã thất bại trong việc chứng minh mình là Satoshi và lệnh từ tòa án tối cao của nước Anh đã bắt buộc là Craig Wright người mà đã tạo ra Bitcoin Satoshi Vision các bạn BSV phải chính thức công bố mình đã mạo nhận là Satoshi Nakamoto và Craig Wright phải công khai cái thông tin này có nghĩa là không những là thua tòa mà phải công khai mình là một người đã mạo nhận là Satoshi Nakamoto và Craig Wright đã phải đăng cái văn bản này ở trên trang web chính thức của mình các bạn văn bản này nói gì thì văn bản này nói đó là Craig Wright không phải là Satoshi Nakamoto thứ nhất tiến sĩ Wright không phải là tác giả của bản thảo Bitcoin White Paper thứ hai tiến sĩ Wright không phải là chủ sở hữu của bản quyền của bản thảo Bitcoin White Paper thứ ba tiến sĩ Wright không phải là người đã áp dụng hoặc vận hành dưới bút danh Satoshi Nakamoto trong giai đoạn 2008 tới 2011 thứ tư tiến sĩ Wright không phải là người tạo ra hệ thống Bitcoin thứ năm tiến sĩ Wright không phải là tác giả của các phiên bản ban đầu phần mềm của Bitcoin Và Craig Wright là người mạo nhận là Satoshi để gây sự hiểu nhầm Các bạn thấy được là bên trên này đã có cái link Đó chính là bản đầy đủ kèm theo phụ lục chi tiết Các tài liệu giả mạo được tạo ra bởi tiến sĩ Wright Có thể nói đây đó là một cái kết quả mà nhiều người trong thế trường này cũng mong đợi các bạn Tại vì bao uh, nhiêu năm qua đó Craig Wright cứ nói mình là Satoshi Và nói là cái bản thảo Bitcoin White Paper đó Thì uh, cái Bitcoin White Paper là của mình Cho nên không ai có quyền đăng hết và có bản quyền Các bạn thấy được là khiến cho nhiều người đã cũng rất là khó chịu và ai đó chống đối Craig Wright thì ông lại đi kiện họ các bạn tại vì ông có rất nhiều tiền nhưng mà cuối cùng đó, thì đã ra tòa và ông đã không thể chứng minh được mình là Satoshi. Thì sẽ có nhiều bạn hỏi là làm sao có thể chứng minh một ai đó là Satoshi? Thì các bạn thấy là chỉ có hai cách mà thôi dựa theo tòa. Thứ nhất đó, là Craig Wright phải chia sẻ những bản nháp. Không thể nào là các bạn thấy ai đó viết một cái white paper, Bitcoin chỉ có một phiên bản mà thôi. Đó chính là phiên bản cuối cùng. Đương nhiên đã có nhiều bản thảo. Thì người đó phải đưa ra những bản thảo trước khi mà có cái phiên bản cuối cùng để chứng minh mình là người đã tạo ra Bitcoin White Paper. Thứ nhì nữa đó là phải có khóa cá nhân của những cái block đầu tiên các bạn. Tại vì ước tính là khoảng 1 triệu token Bitcoin các bạn, 1 triệu đồng Bitcoin là thuộc về Satoshi. Tại vì đó là những cái block đầu tiên chỉ có Satoshi đào mà thôi. Sau này đó mới có những người khác tham gia vào đào giống như là học Vinny. Các bạn thấy được là trước đó chỉ Satoshi mà thôi. Thì đương nhiên nếu như mà có ai đó có thể có khóa cá nhân di chuyển được những cái Bitcoin đó thì chắc chắn người đó có thể chứng minh được mình là Satoshi. Có bạn nháp và có khóa cá nhân. Craig Wright không có chứng minh được thế giới này đó nó rất là thú vị các bạn ai là Satoshi hay là cái nhóm này là ai đó thì họ không có lộ diện à, nhưng mà ngược lại đó có nhiều người họ lại muốn tự mạo nhận mình là Satoshi thì những người không phải là Satoshi thì à, mạo nhận mình là Satoshi nhưng mà những người mà thật sự trong cái nhóm này hay là thật sự là Satoshi đó thì mãi ẩn danh cho tới bây giờ nhưng mà đến nước này rồi đó thì Satoshi là ai tối thuận không còn quan trọng nữa Satoshi giống như một cái khái niệm hơn là một nhóm người hay là một người nào đó có thể nói được là cống hiến lớn nhất của Satoshi ngoại trừ việc là tạo ra Bitcoin khái niệm Bitcoin ra tại vì ông cũng đã dựa trên nhiều những khái niệm trước đó hợp lại để có được mạng lưới Bitcoin các bạn nhưng mà ngoại trừ việc tạo ra mạng lưới Bitcoin đó thì cống hiến lớn nhất của Satoshi đó chính là biến mất các bạn khiến cho mạng lưới này mạng lưới mà hoàn toàn không có người đứng đầu một mạng lưới mà không có người đứng đầu không có ai chịu trách nhiệm quảng cáo không có một quỹ nào hết mà vẫn có thể phát triển và càng ngày càng mạnh mẽ đến bây giờ có thể cho các bạn thấy được là sức mạnh của Bitcoin ra sao Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này như mà nào muốn tìm hiểu như ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn hãy nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch, dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, XM, Binance Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Những mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.